Trong Hindu giáo, họ thờ các vị thần như thần thần Brahma, thần Vishnu, thần Shiva. Vậy các vị thần đó trong Phật giáo Nguyên Thủy họ ở các cõi trời nào và có phước báo như thế nào? Thưa với quý vị đó, ở trong Phật giáo thì chỉ có nhắc đến một cái vị là vị Phạm Thiên, tức là vị Brahma. Nhưng mà vị Phạm Thiên mà được nhắc đến trong Phật giáo cũng không giống với vị Phạm Thiên mà như chúng ta biết bây giờ ở trong Hindu giáo. Và vị Phạm Thiên á, là những vị chứng quên quên xin lỗi những vị ở trong Phật giáo đó thì có vị Phạm Thiên là Brahma, nhưng mà vị Phạm Thiên ở trong Phật giáo thì không có giống vị Phạm Thiên ở trong Hindu giáo. Vị Phạm Thiên trong Phật giáo là không phải một vị mà rất nhiều vị, mà chỉ cần một chúng sanh chứng thiền thì sanh về các cái cõi Phạm Thiên thì đều có thể trở thành Phạm Thiên. Chỉ có như vậy nè, họ có một cái gọi là có một vị là vị đứng đầu á, đứng đầu Phạm Thiên. Thì cái vị đứng đầu Phạm Thiên này đó ở trong Phật giáo cũng có nói, tức là vị này ở trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn, thì vị này khi mà vừa mới gọi là trái đất, gọi là cái gọi là cái thế gian này, vừa khi mà vừa mới hình thành, cái gọi là cái trái đất này vừa hình thành đó nha, thì vị này là chúng sanh đầu tiên sanh vào ở đây, và do là có phước lớn nhất, cho nên là vị này những cái chúng sanh khác xuất hiện thì thấy vị này có mặt rồi, cho nên là nghĩ là vị này tạo ra họ, và vị này cũng thấy là mình là chúng sanh đầu tiên xuất hiện, rồi sau đó mới có những cái chúng sanh này, cho nên vị Phạm Thiên đó cũng nghĩ là mình sáng tạo ra những cái chúng sanh này. Rồi do cái vị đầu tiên đó là cái vị có nhiều phước báo, cho nên là sống ở đó vẫn còn tuổi thọ, trong khi các vị Phạm Thiên đó đó chết rồi mệnh chung rồi lại đi lên thì vị đó vẫn còn. Cho nên là các vị Phạm Thiên đó nghĩ là mình là trường tồn, và các cái những cái vị Phạm Thiên nhỏ dưới đó, thậm chí là những cái vị mà chứng thiền nhớ lại khi mà mình còn ở Phạm Thiên cũng thấy vị đó, và cho rằng vị đó là đấng tạo hóa, là cứu thế chủ đó. Thì đây là một cái sự hiểu lầm của những chúng sanh khi ở cõi Phạm Thiên. Và thần Vishnu và Shiva thì trong Phật giáo không có. Không biết cái vấn đề này thì sư Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào? Thưa đại đức, thưa quý vị, cũng thú thật là về cái tìm hiểu ở bên Ấn Độ giáo hay là Hindu giáo thì sư cũng không có tìm hiểu sâu về cái vấn đề các vị vừa nêu đó, cho nên sư cũng không có làm bàn vấn đề nhiều. Không thì đến hiện tại cũng có tìm hiểu sâu về vấn đề này, cho nên cũng dễ diễn giải rõ. Quý vị có nghe qua không? Quý vị biết nghe qua, quý vị cũng mong quý vị cũng hiểu được rõ được phần giải đáp của sư, thì sư xin lướt qua câu hỏi này. Dạ, xin kết thúc phần trả lời. Dạ vâng. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.